Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao 25 cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng không trở về? Ngày 14 tháng 3, Báo Tiến Dân nêu vấn đề lý do 25 cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng đi học nước ngoài rồi bỏ trốn. Thời báo chấm D giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Ngày 13 tháng 3 năm 2024, báo Người đưa tin của Hội luật gia Việt Nam dẫn ý kiến của ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều cán bộ, giảng viên trường Đại học Đà Nẵng không về nước sau khi được đào tạo ở nước ngoài. Và đây là hình bài trên báo tiếng dân. Bài báo có đoạn: 25 trường hợp cán bộ, giảng viên thuộc Đại học Đà Nẵng sau khi hoàn thành xong quá trình đào tạo công tác ở nước ngoài đã tiếp tục cư trú, làm việc ở nước ngoài không về nước theo hợp đồng ký kết. 17 học viên thuộc đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không trở về nước làm việc. Ông Cường còn nêu hướng xử lý đối với các cán bộ, giảng viên của trường đại học này là cần xem xét họ ở lại như thế nào, làm rõ lý do vì sao họ không chịu về nước. Ôi có gì không rõ mà phải làm rõ, ông phó chủ tịch ơi, lý do chắc là tại họ làm biến, không chịu về nước xây dựng chủ nghĩa xã hội cho mấy ông đó thôi. Có lẽ ai đó đã làm cho họ hoang mang, dao động khi nói rằng đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu, dài lắm đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Nhân loại đã đi được gần 1 phần tư đoạn đường trong thế kỷ này, còn hơn 3 phần tư đoạn đường nữa mới hết thế kỷ. Nhìn đoạn đường hơn 76 năm còn lại, có lẽ họ ngẫm nghĩ. Chẳng biết mình còn sống được chừng tới đó hay không, mà về đó để xây dựng, cho dù đến hết thế kỷ này, có xây chủ nghĩa xã hội thành công đi nữa, liệu mình có được hưởng hay không? Thôi thì ở lại đây với đám dãy hoài không chết, biết đâu sau này trở thành khúc ruột ngàn dặm. Và đây là hình Đại học Đà Nẵng, nơi có 25 cán bộ, giảng viên, du học rồi không về. Tuần trước, truyền thông trong nước đưa tin, bà B, cán bộ tòa án tỉnh Quảng Bình nghỉ phép, đi Mỹ du lịch rồi không về. Một số người hoang mang với cái tin này, nhưng có người đã kịp trấn an. Chắc là bà ấy ở lại để xây dựng chi bộ bên Mỹ, giúp đảng ta phân tán bộ nội bộ của ông Biden có người nhớ tới câu nói của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Nếu cục điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam Lại nghĩ rằng chắc là bà B đang giúp kéo các cây cột điện về Việt Nam Chuyện cán bộ, lãnh đạo và con cái của họ đi du lịch, du học ở nước ngoài bằng tiền ngân sách rồi trốn ở lại là chuyện không lạ ở xứ thiên đường này Vài năm trước, bốn hạt giống đỏ ở tỉnh Quảng Ngãi là con của các quan chức, cựu quan chức tỉnh này đi du học ở Anh và Úc có bằng thạc sĩ nhưng không về tỉnh nhà làm việc như cam kết. Vẫn không rõ họ trốn ở lại nước ngoài, không về Quảng Ngãi làm việc hay họ đã về nước mà không chịu làm việc ở tỉnh nhà. Tỉnh Quảng Ngãi đã chi gần 10 tỷ đồng cho 4 hạt giống đỏ này với cam kết học xong sẽ về tỉnh nhà làm việc, nếu không thì phải trả lại số tiền kia. Như vậy, mỗi hạt giống đỏ mắc nợ trên dưới 2 tỷ đồng với đồng lương mà họ sẽ nhận được nếu về làm việc cho các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi phải mất cả đời để họ mới có thể trả hết món nợ 2 tỷ đồng này. Nếu không bỏ trốn, họ có còn lựa chọn nào khác hay không? Hay là họ trở về tỉnh nhà làm việc rồi tham nhũng, trộm cướp của dân để sớm có đủ tiền trả dứt số nợ kia. Nếu họ có bằng thạc sĩ ở Anh, ở Úc, chắc chắn họ sẽ có quyết định hợp lý nhất và trả lời được câu hỏi. Tại sao tôi phải trở về tỉnh nhà? Đâm đầu vào con đường không có lối ra này chứ? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao 25 cán bộ, giảng viên Đại học Đà Nẵng không trở về nước? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hành động bất thường của ông bộ trưởng và bản lĩnh của cô gái say xỉn tự nhận cháu ông to. Ngày 13 tháng 3, báo tiếng dân đăng hai kỳ thời sự của nhà báo Nguyễn Thầm, kỳ 1 Đào Ngọc Dung và kỳ 2 Phạt cháu ông to. Ở kỳ 1 tác giả đề cập đến việc ông Đào Ngọc Dung, bộ trưởng bộ lao động, thương binh và xã hội có những quyết định bất thường mà báo chí đưa tin trong 2 ngày 12 và 13 tháng 3. Theo đó, ông Dung đã bổ nhiệm 4 lãnh đạo cấp cục, vụ, Điều kỳ lạ là chưa đến nửa ngày, gần như tất cả các báo đều gỡ nội dung này. Tác giả đặt vấn đề, tại sao nói đó là hoạt động bất thường của ông Dung? Bởi ai cũng biết, trước đó vài ngày, ban quyền lực của ông Trần Cẩm Tú đã họp và đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư xử lý kỷ luật ông Dung. Có nghĩa là đương sự đã nằm trên thớt, chuẩn bị thi hành án, chấm dứt sự nghiệp, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Và đây là hình ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Vậy nhưng tác giả bình luận, đương sự cũng như cả cái bộ kia vẫn phất lờ cấp trên, coi mọi quyết định không ra gì. Cứ ký, cứ quyết định, cứ trao, cứ vớt, cứu chót, tham nhũng đến cùng, làm gì được nhau. Tác giả lại nhớ vụ tổng thanh tra Trần Văn Truyền, từng hiên ngang thách thức như vậy, hút hộ chót như vậy, rồi cuối cùng cũng chả sao. Cả một bộ máy thói nát, chẳng riêng gì truyền, dung, nhưng cuối cùng chỉ bịt miệng báo chí. Ở kỳ 2, tác giả đề cập đến vụ những tài xế say xỉn gây tai nạn rồi tự nhận là cháu lãnh đạo. Theo đó, gần giữa tháng 3, báo mậu dịch và siêu mạng xã hội e về vụ nữ tài xế ở Hà Nội bị phạt rồi phạt lây sang cả người khác. Tác giả tường thuật có một cô lái xe ô tô trên đường, xe cô ta va chạm với xe máy của người khác. Anh xe máy đi đúng luật không vi phạm gì, nhưng cô kia cứ lăn ra bắt đền, Công an tới giải quyết, biết cô kia dính nồng độ cồn, lại còn cãi bướng nên lập biên bản. Và đây là hình hai kỳ thời sự của nhà báo Nguyễn Thông. Cô gái cáo gắt la lên kiểu biết bố tao là ai không, tự xưng là cháu một ông to, rất to. Nhiều người nghe thấy rồi báo chí mậu dịch nắm được, tường thuật lại điều ấy. Có những anh chị Facebooker nhanh nhẩu thuật lại rằng cháu ông này, cháu ông kia. Thế là xin chuyện nhà chức việc túm luôn một anh Facebooker phạt tội thông tin sai sự thật, khiến anh ta mất tôi 7,5 triệu đồng. Cô cháu ông to cũng bị phạt, nhưng không phải phạt nhận sẵn, có sẵn hay không thì chưa biết, mà là vi phạm nằm độ cồn, cũng tôi 35 triệu. Theo tác giả, vấn đề ở chỗ, những báo đã tường thuật thì không sao. Có lẽ sau khi được cảnh báo, nhắc nhở, họ đã rút bài hoặc chỉnh sửa, bỏ đi chi tiết nhạy cảm. Chỉ có anh Facebooker kia là chịu trận, Mặc dù anh ta cũng nói theo báo Ăn theo Và đây là hình cô gái say xỉn Được bảo vệ bên trong xe công an Tác giả đánh giá Đã hết cái thời Nghe đài đọc báo của ta Đừng nghe đại địch bàn ra tán vào Tin đài tin báo của ta Đừng nghe tin địch ba hoa nói sẵn Giờ thì tin báo của ta Là chết không kịp ngáp Không phải đầu cũng phải tai Tác giả nhận xét Lạ nữa là cái cô tự xưng cháu ông cô ta đã vi phạm pháp luật thì cứ phạt cứ công khai bill tên lên sau báo chí lại phải úp mở cô tê thế này cô tê thế nọ công an và chủ tịch hà nội đã ra tay phạt đương sự rồi cớ sao phải giấu cô ngọc trinh diễn xe máy bị phạt sao không viết tắt là ngọc tê mà cứ viết thẳng tên của cô ra mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật chẳng lẽ có đứa bình đẳng hơn giấu tên nó các gì gián tiếp thừa nhận đương sự thuộc diện nhạy cảm con ông, cháu cha, chớ có đụng vào. Tác giả mỉa mai, trên báo đăng, tên thì biết tắt, mặt thì che, ngay cả cái tên đương sự trong quyết định phạt cũng bị bôi đi. Rất vớ vẩn, trò cười. Các ông các bà phạt được người ta, vậy ai có thể phạt các ông các bà trong chuyện này? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hành động bất thường của ông bộ trưởng và bản lĩnh của cô gái say xỉn tự nhận cháu ông to xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới